Công xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Công sẽ cùng với mọi người đi đến hai con đường mà khá là nổi tiếng của quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh. Hai con đường ăn uống, một đường bình dân và một đường khu sang trọng. Theo như màn hình thì các bạn cũng có thể biết đây là đường Vạn Kiếp. Cả ba đường Vạn Kiếp với đường Phan Đăng Lưu. Và ở phía trước kia chính là Bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Đó, bây giờ đây là đường Phan Đăng Lưu nè các bạn. Đầu đường Phan Đăng Lưu của quận Bình Thạnh. Thì Vạn Kiếp là một con đường ăn uống mới nổi. Sau khi nó mở đường rất là nhiều hàng quán. Và cuối đường Vạn Kiếp chính là đường Phan Xích Long. Và đường Phan Xích Long thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết là đó là khu ăn uống, khu vườn hoa của quận Phú Nhuận, khu sầm uất nhất nhì của quận Phú Nhuận. Thì bây giờ Công sẽ cùng với mọi người đi tham quan cho biết cái con đường Vạn Kiếp này nó như thế nào. Ngày xưa cái con đường Vạn Kiếp này nó khá là nhỏ và khá là gồ ghề, nhiều ổ gà đó các bạn. Khoảng đâu đó 15 năm trước thì được chính quyền làm đường, làm cống. Và nó là một con đường giống như bây giờ, có khá nhiều cây xanh, mặc dù cây nó cũng chưa có to, nhưng mà cũng mà có bóng mát khá là nhiều. Đó, như các bạn thấy, gần như là cứ 2-3 căn nhà có một cửa tiệm hàng quán nào đó. Ở trên con đường này tuy nhỏ nhưng mà có vài cửa hàng 24 giờ, như cửa hàng Mini Top hoặc là các tiệm tạp hóa của Cup Food. Đó, nó còn có cả một cái chợ. Tuy là đường nhỏ nhưng mà gần như là các bạn muốn ăn gì cũng có đó các bạn. Từ phở, cháo, rồi hộp vịt, rồi gà nướng vân vân. Nói chung là cực kỳ nhiều hàng quán cho các bạn có thể lựa chọn ở đây. Con đường này ở quận Bình Thạnh khá là nổi tiếng. Ban đêm các bạn có thể thấy là rất là nhiều người tới đây ăn uống và ngồi uống trên tố chẳng hạn, và ở đây vui chơi. Như hồi nãy Công có nói là ở đây nó có một cái chợ. Công dừng lại ở đây cho mọi người coi, đây là cái chợ của đường Vạn Kiếp nè các bạn. Thì bây giờ Công đi vào buổi trưa cho nên chợ đã tan. Ban ngày thì nó có cái dòng chợ ở phía trong. Còn kế bên đây là khách sạn Mimosa, mà ngày xưa 15-20 năm trước đó là karaoke Mimosa, rất là nổi tiếng của con đường Vạn Kiếp. Karaoke này tiếp rất là nhiều học sinh ở xung quanh đó các bạn. Thì học sinh ngày xưa chỉ có thể đi karaoke chứ không có giống như bây giờ có điện thoại bấm bấm. Con đường này thì nó khá là ngắn, nó chỉ khoảng đâu đó 400m. Đầu đường là Phan Đăng Lưu, cuối đường là Vũ Huy Tấn. Thì chúng ta chỉ đi tới đường ba Phan Xích Long, thì chúng ta sẽ đi theo hướng Phan Xích Long về đầu đường Phan Đăng Lưu ở phía quận Phú Nhuận. Ở trước mặt các bạn xa xa nó có một dãy chung cư đó khá là cũ, mặc dù chỉ mới xây được khoảng 20 năm thôi các bạn. Khu này ngày xưa khu đất trống, trẻ em hay ra đây thả diều và nhiều. Khu Phan Xích Long ngày xưa không có nhà cửa gì cả. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quẹo qua Phan Xích Long. Quẹo qua Phan Xích Long là chúng ta đi vào địa phận khu quận Phú Nhuận. Khu này là khu ăn chơi, ăn uống và rất là nhiều thứ khác mà nó khá sang trọng các bạn. Ngày xưa lúc mới nổi thì nó nổi về việc có nhiều khách sạn. Ở đây nổi tiếng về việc là khách sạn nào cũng có cửa sau. Mà có cửa sau để làm cái gì thì chắc là các bạn cũng đoán được. Đó, bây giờ Công ngừng lại ở một cái ngã ba cho các bạn xem ở bên kia. Cái hướng ra cầu Hoàng Hóa Thám. Đây, cái ngã ba này có chung cư 18 tầng. Ở dưới chân chung cư là cầu Hoàng Hóa Thám đi ra quận nhất, ra đường Trần Quang Khải đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi. Đi theo hướng này thì khoảng 500m là sẽ tới ngã tư Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu. Ở bên kia ngã tư cũng là đường Phan Xích Long nhưng mà khu đó thì không có nổi tiếng. Ở đây các bạn có thể thấy đường khá là to, có nhiều cây xanh. Đường này ngày xưa không có ai ở hết các bạn, nó nằm kế bên kênh Như Ngọc. Bây giờ đường Hoàng Sa Trường Sa đó các bạn rất là hôi,
không có ai ở, nhưng mà bây giờ nước ở Phồn Vinh chỉ khoảng trên 25 năm thôi, mà nó có thể phồn vinh hơn rất là nhiều, giá nhà giá đất cũng rất là cao. Nó ở bên tay phải các bạn có thể thấy ở ngoài khách sạn thì nó có một vài quán trà sữa như Bi Chang Chang hoặc là quán gà rán Tích Sắc, Tokyo Daily, những cái quán nổi tiếng về đồ ăn cũng như là khá là mắc tiền. Đây là ngã tư Phan Xích Long với đường Hoa Sứ đó các bạn, ở khu này gọi là khu vườn hoa, các đường hoa sứ, hoa đài, hoa lan các kiểu rất là nhiều. Nghe nhiều vậy thôi chứ đường nào nó cũng ngắn, nói chung là dễ kiếm chứ không phải là khó kiếm giống như người ta đồn đại. Ở cái ngã kế tiếp này thì quẹo trái chúng ta sẽ ra với đường Hoàng Sa, dọc theo bờ kè đó các bạn, đầu bờ kè quận Nhất, còn đầu bên kia là quận Tân Bình. Ở bên tay phải của các bạn là quán hủ tiếu mực rất là nổi tiếng, buổi chiều tối nữa cả đông đó các bạn. Chạy dọc theo con đường này thì tới khúc này các hàng quán sang trọng nó đã vơi bớt. Cái khúc mà gần ra bệnh viện Hoàng Mỹ thì các quán bình dân nó khá nhiều hơn, nó không có còn những quán sang. Đây cái ngã mà chiếc taxi quẹo phải ra một khu xóm hẻm cũng thông qua đường Phan Đăng Lưu đó các bạn. Ở đây chúng ta có một ngôi chùa, chùa này khá là to, có tượng Phật Quan Âm đó các bạn. Ở đây chùa này những cái ngày lễ Phật đản hay ngày rằm thì tín ngưỡng người ta tới khá là đông và có khi kẹt xe nữa đó các bạn, và treo đèn treo cờ cũng khá là nhiều. Ở kế bên chùa có các nơi như ngân hàng, Techcombank, Ha Coffee, Sushi, Yuki. Và ở phía bên kia chùa thì có trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, là một trường khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó có một chi nhánh nữa nằm ở trên đường Phan Phùng, trên Phan Phùng và Đại học đối ngoại thì phải, không có nhớ rõ. Nếu mà ai có chắc chắn thì có thể bình luận bên dưới cho công. Ở đây có một ngã quẹo nè các bạn, quẹo qua bên trái thì chúng ta sẽ tới bệnh viện Hoàng Mỹ. Tiếp tục đi tới phía trước thì tới ngã tư Phan Đăng Lưu. Thì đường Phan Xích Long mà nổi tiếng là chỉ tới đoạn này thôi các bạn. Ở đây ngày xưa có rất là nhiều người biết đến là món bò ở lớp, mà bây giờ chỉ còn có một tiệm duy nhất. Ngày xưa có tới khoảng 20 tiệm đó các bạn. Buổi chiều tối mọi người tập trung ăn rất là đông, nhất là mùa mưa. Mùa mưa thì ở đây ăn bò ớt nóng và cuốn bánh tráng cực kỳ ngon. Ngon ở chỗ cái nước chấm đó các bạn. Ở điểm này đã tới cuối đường Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu đó các bạn. Thì chỗ ở điểm này sẽ kết thúc cái chuyến đi của ngày hôm nay. Công ước cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Công và cùng theo Công đi hai con đường Vạn Kiếp và Phan Xích Long, hai con đường ăn uống bậc nhất của quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của anh Ba Công. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Xin chào tất cả mọi người.